Clip này em Tuấn làm tổng hợp, em làm tổng hợp em giới thiệu cho các bác là cái thứ nhất là hiện tại em đang giới thiệu cho bác là một đôi loa BMB và bên kia em khui hàng một đôi loa Prodeo. Prodeo thì cái thứ nhất về tổng thể nhìn bên ngoài vào, thứ nhất là về thùng, thùng thì hai con này không khác gì nhau bác nhé, thùng hai con này không khác gì nhau kể cả về thiết kế đến thùng cùng. Hai là ê căng cũng không khác gì nhau luôn. Nó nhìn này, ê căng này. Nó nhìn ê căng Proyo được chưa? Không khác gì nhau luôn. Ok chưa? Không khác. Cái thứ ba là cái nắp đậy này của BMW này. Nó cũng chẳng khác gì Proyo. Đấy, nó về hình thức được chưa? Proyo. Nó nhìn thấy có khác nhau gì không? Chẳng khác gì cả, lắp lẫn được luôn. Đấy. Để em đặt gần nhau cho bác nhìn chứ không bác lại bảo cái to cái nhỏ, được chưa? Ok chưa? Không khác gì nhau. Thì chính vì hôm nay cái cói đôi này về thì em cố tình em khui hàng để em so sánh cho các bác về củ loa các bác nhé, về củ loa nhé. Hai con như nhau, gần như nhau. À, một con này là sơn theo kiểu là sơn xịt, sơn quân đội. Con kia sơn sơn bóng nhưng bao hàng xịn cho bác nhé, em bao hàng xịn hết cho bác rồi. Con này dập mã theo đời của JBL và tép đây. Tép cũng dập JBL. Đây, à, tép dập MB chứ, MB. Bác ơi, nói tóm lại là suốt ngày nó nhịu ấy. Đây, bốn con tép này như nhau, không cần mở nữa, cái dâu nhìn bọn em nhìn dâu đã biết rồi nhá, bốn tép MB. Đấy, về củ này cũng là từ hai tầng. Đấy. Mà đôi này thì em chỉ có duy nhất một đôi thôi, để cho các bác mức giá là 4 triệu 8 đôi BMB này sẽ làm gân cho bác. 4 triệu 8 nhá. Làm gân cho bác. Còn những đôi này đều phải làm gân hết. Tất cả những đôi Proreo này để cho các bác 3 triệu 9 đều làm gân cho bác. Rất nhiều bác lấy hàng này về bác thấy chất âm nào. Em nói thật đấy các bác ạ. Bác bỏ tiền ra bác lấy hàng, tất cả những hàng bãi này bác chơi cho em. Bác đừng lấy hàng mới. À, với các bác mới chơi thì các bác chưa biết đâu. Nhá. Chút nữa em sẽ nói về tại à, mà nói luôn không sợ được quên. Tại sao có nhiều bác là không phát hiện ra mới mua với mới nghe. Bây giờ các bác vào một cái quán âm thanh bán hàng mới, các bác mới nghe người ta mở cũng hay lắm, nghe cũng nhạc thì đa số nhạc chọn mà cũng hay lắm, réo rắt lắm. Nhưng các bác ơi, đấy là các bác chỉ nghe chớp nhoáng trong vòng 15, có bác nào nghe lâu nhất thì được 30 phút test ở đấy nhé. Cái thời gian đấy chưa để cho bác có cảm giác đau đầu. Nhưng những đôi loa này về là nó sẽ nghe cho bác theo năm tháng, theo hàng ngày, theo hàng tuần, theo hàng năm. Khi đó các bác mới phát hiện ra rằng nghe loa mới nó bị đau đầu nhé, bác nhé. Đấy. Và cái thứ hai là khi các bác hát, cái giải trầm của nó, mấy giải tép của nó hay bị sói. À, các bác hát, người khác hát, bác không nói chuyện với người bên cạnh rất là khó khăn, nó bị át hết. Nhưng dòng này nó khác đấy, thế mới gọi là tại sao người Việt mình không có, vẫn chuộng hàng bãi. Không phải là hàng người Việt mình chuộng hàng bãi mà người Việt mình muốn mua hàng mới lắm, nhưng mà để mua những đôi loa như thế này hàng mới nó đắt gấp đôi, gấp 3 lần, gấp 4 lần, nên không có nhiều tiền thì bắt buộc chuyển sang là hàng bãi. Mà hàng bãi của họ thì đa số đây là họ cứ dùng nó mục gân như này là thay gân là ta xong, còn đa số không bị lỗi gì cả, chỉ thay gân là xong. Thế tội cái gì mà nó, ví dụ bây giờ muốn mua một đôi loa này mới tinh ở bên bên Nhật về thì nó mười mấy củ đúng không, mười mấy triệu, bây giờ người mười mấy triệu, 15 17 triệu, bây giờ mua có 4 triệu 8 không có lý do gì cả. Chính vì vậy nên là tại sao là hàng bãi người Việt biết nghe âm thanh thì vẫn thích mua, chứ còn muốn mua đôi này mới lắm nhưng tiền nó cao quá thì dùng hàng bãi vậy, không có gì bác nhé. Về đến bên trong này, về phân tần các bác nhé, về phân tần và thiết kế nhé. Về phân tần và thiết kế em nhìn thấy này, phân tần giống hệt nhau nhưng mà về độ nỉ nhé, độ nỉ thằng BMB này kém hơn thằng đây nhá, em nhìn cả hai con đây, thằng BMB cả hai bên nhé, bác nhìn nhé, chứ không phải một bên nhé. Thằng BMB này kém hơn thằng này về độ bọc bọc tiêu âm, thằng này bọc tiêu âm này hết một lượt dưới này, hết lượt nỉ trên luôn này. Bây giờ bác bắn nhìn này, nó bắn vào nó dày phải đến 2 phân bác nhá, bác nhìn nhá, đây là của nước ngoài chứ không phải của mình nhé. Đấy thằng Proreo. Vậy mà thằng Proreo này nó có 3 triệu 9 một đôi thôi. Tại sao? Cái thằng này này BMB nó là thương hiệu, cái tên của nó đã dính đắt rồi các bác ạ nhé. Cái tên của nó đã dính đắt rồi. Thật ra là nó cũng khá là hay. Nhưng mà hai cái củ loa đây các bác nhìn, hai cái củ loa này đều từ kép không khác gì nhau đâu các bác ạ. Đó, để ở đây mới so sánh thì các bác mới biết nhé. Mới biết được nhé. Kể cả nó vuốt những cái đường đường này, vuốt những cái đường này nó không khác gì nhau đâu bác ơi. Nên chính vì vậy là khi có để so sánh thì mới biết được rằng cái tên nó cũng bị khá nhiều tiền bởi vì chất lượng ấy. Báo cáo các bác là hai củ loa, hai thùng loa như nhau
tất cả như nhau thế này, hầu như là không có chuyện phân biệt là chênh lệch được. Báo cáo các bác là đây là cái đôi này là em về được theo cái lô này đấy, em để cho các bác là mức giá 4 triệu 8 đấy. Còn em khẳng định là nếu như nhá, không đi cùng cái lô này nhá, bác cứ mua, bác mua sớt cái model này lên, em khẳng định phải 5 6 triệu trở lên chứ không có chuyện 4 triệu 8 để cho các bác đâu. Đây, model ở đây. Em quay lại sau lưng cho bác nhìn model. Đây. BMB model CS480V MK2. Công suất 475W, trở kháng 8 ohm. Made in Japan, Tokyo. Ok, kia chưa? Để cho bác 4 triệu 8 là đi cùng cái lô này thôi, mà sẽ nó đúng đôi. Chứ còn em khẳng định luôn là các bác cứ search cái model này lên trên kênh, các nhóm, các kênh, các anh em bán audio, không có dưới giá dưới 5 triệu đâu bác ơi, phải 5 6 triệu trở lên. Mà so với hai con này nó giống hệt nhau, mà con kia em nhìn, con kia nó xử lý bông tươm tốt hơn nhiều, mà nó rẻ hơn cả triệu, 3 triệu 9 bác ạ. Đấy, rất nhiều bác lấy hàng về bác nhìn thế nào, bác nghe thế nào ạ? Đánh giá cho em Tuấn nhé, cho em xin cái lời bình luận vào đây, xem chất âm nào, nó quá ấm, nó quá mềm luôn, mà đặc biệt là củ loa này. Báo cáo các bác là củ loa nó đẹp lắm cơ, nó đẹp mỹ mãn luôn, loa bãi. Bác nhìn cái đường chỉ này, em đã có clip em quay cho bác rồi, loa nó thế này cơ mà bác, mà bắt 25 nhé. Báo cáo các bác, tội gì 3 triệu 9 một đôi. Báo cáo các bác là 3 triệu 9 một đôi. Bác đừng có mua hàng mới mấy, còn tùy các bác thôi. Nếu bác nghe các bá thì đã ra chợ thì các bác chắc chắn là nghe bá thì đi sẽ mua hàng mới. Còn những cái này này, cái vỏ này bác này, cái vỏ này này, bác nhìn chưa? Cái vỏ này nó xấu, nó bẩn, mình có thể vệ sinh. Và bây giờ có những cái lọ sơn xịt ấy, nó có 18 hai mấy nghìn ấy. Mình xịt vào thích màu gì màu đấy, nó đẹp ok cho bác luôn. Quan trọng nhất là cái lõi của nó này, là cái chất âm này này, mà nó đáp ứng cái đôi tai mình nghe mình hát hàng ngày. Đấy, bác nhìn chưa? Nên chính vì vậy mà theo em so sánh nhá, con này nó độ thiết kế xử lý của nó còn tuyệt vời hơn con kia. Ừ. Thùng đóng như nhau nhưng con này nhìn nó khôn lắm. 3 triệu 9 mà con kia 4 triệu 8 là đi theo đợt này thôi, em để cho bác thôi. Em khẳng định ở trên những đôi các bác đi bán lẻ cho các bác không có chuyện năm dưới 5 triệu đâu, nó phải 5 6 triệu trở lên. Bởi vì bát 25 mà. Em nhớ là bát 20 nó đã 48 hay năm mấy rồi. Ok chưa các bác? Đây là em Tuấn cố tình khui ra nhé, cái nó giống từ cái thùng loa này, thiết kế này, bác nhìn từ cái thùng loa luôn nhé, từ cái thùng loa giống từ cái thùng lẫn e căng lẫn ốp hai bên e căng không khác nhau cái gì. Con này còn nổi trội hơn là nó ốp phần nỉ sườn đẹp hơn nữa, chất hơn nữa, thấy chưa? Mức giá lại thấp hơn 3 triệu 9 một đôi. Đấy. Thật ra là sắp sửa không có hàng để bán nữa rồi. Lô trước em về thì em đổ buôn hết, lô này về được mấy chục đôi cũng hết rồi. Đang về được hơn hơn 20 đôi nữa. Loại này này. Loại 3 triệu 9 này. Đấy, các bác dùng rồi cho em xin lời bình nhé. Còn đôi BMW này 4 triệu 8. Ok chưa? Em chào các bác.